À, thì chúng ta có thể để tăng lên, tăng mọi thứ, ví dụ tầng lên shift tăng là 2 như chúng ta không thấy. Thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái phím số nữa, đó là phím F4, để cho các bạn nhìn thấy được cái khung lưới của đối tượng object ở đây. F4. Thì ra là xuất hiện ra một cái lens shift rồi. Nó là như thế này. Bây giờ tôi tắt máy ra. Thì tôi sẽ mất cái lens shift này. Ok. À, tôi tăng nó lên 2. Thì được 2 2 cái. Tôi tăng nó 3 cái. Thì được 3 cái. 2 cái. Rồi ok. Tôi giá trị mặc định là 1 nha các bạn. Nhưng mà nó tăng sẽ lên là 2. Đây, 2 cái. Rồi. Tôi tăng phần viết thì sẽ nó nằm ở hướng này. Đấy. Tôi tăng cho nó giá trị 2 shift thì nó sẽ nằm hướng này. Đấy. Tôi sẽ bây giờ tôi muốn bỏ cái đối tượng màu này đi vì tôi thay nó một cái đối tượng màu khác. Ví như là cái màu màu đỏ cho nó nổi nổi tí. Màu đỏ. Phần bóc này tôi đã có để đặt tên cho nó, ví dụ như là hộp, cái hộp. Một cái hộp rất là đơn giản cho các bạn. Như vậy chúng ta đã thực hiện những cái lệnh cho một cái đối tượng bóc này, những cái lệnh căn bản cho nó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số, tiếp tục tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn select object, select by name, vân 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 vân. Thì để thế nào là select object. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ store cái box này đi. Tôi tạo tiếp một cái box nữa. Rất là đơn giản. Rồi, tôi tạo tiếp một cái sphere. Rồi, tôi tạo một phím cylinder. Rồi, tôi tạo một cái T cross. Rồi, tôi tạo một cái T box. Rồi, rất là đẹp. Tôi tạo một cái con. Cái pyramid kim tự tháp. Rồi ok, tôi có rất là nhiều đối tượng ở đây, tôi có 1 2 3 4 5 6 7 7 đối tượng offset 3D. Ok, 7 đối tượng offset 3D. Hiện tại giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái lệnh đầu tiên, đó là lệnh select offset. Select offset. Ok, thì select offset rất là đơn giản thôi, phím mũi tên. Các bạn có thể chọn được những cái đối tượng sách mà các bạn yêu cầu. Đây cái, đây cái, đây cái, đây cái, đây cái, đây cái, đây cái. Ok. Đây cái. Bây giờ để chọn tiếp những đối tượng nữa thì chúng ta sẽ bấm phím Control. Thì sẽ chọn tiếp những đối tượng. Chọn lại những phím Control lại và chọn đối tượng đó thì sẽ bỏ đối tượng. Bỏ đối tượng. Các bạn nhớ nha. Đây cũng là một cái những rất căn bản cho các bạn. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ bỏ chọn qua một cái là select by name. Select by name là cái gì? Ok, bây giờ tôi sẽ đặt đối tượng cái box này là cái hộp. Rất căn bản. Cái này pyramid tôi đặt nó là kim tự tháp. Ok, bây giờ rất là đơn giản thôi. Bây giờ tôi muốn chọn cái kim tự tháp. Hiện tại giờ chưa đối tượng nào được chọn nha. Kim tự tháp, chứ có thể tôi chọn đây cũng được. Nhưng mà giờ tôi không thích làm như vậy. Giả sử như có rất là nhiều đối tượng, rất là nhiều đối tượng và nhỏ 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 như này, tôi chọn cái kiểu này rất là khó. Chẳng may tôi chọn chúng này không đúng, chọn đúng này rất mất thời gian. Thì làm sao? Tôi giới thiệu cho một salad bay em. Tôi chọn vào nó. Và tôi nhớ này coi cái. Tôi muốn chọn cái kim tự tháp. Đúng rồi, tôi chọn cái kim tự tháp. Tôi chọn salad nó. Ok, vậy là tôi chọn đúng cái kim tự tháp rồi. Tuy nhiên, cái cách này, đây cũng là một cái cách rất là hay cho các bạn.
Ví dụ giả sử như tôi cái màn hình screen như thế này, cái đối tượng của tôi nó rất là xa, hoặc là nó bị nó nằm đâu ngoài ngoài này nè, chúng ta không chọn được. Rồi, ok, coi như chúng ta giờ, mặc dù chúng ta biết là trên màn hình BBT chúng ta là có những cái đối tượng object 3D mà chúng ta không nhìn thấy được, tại vì nó rất là xa rồi, nó đường mất tiêu rồi, chúng ta không chọn được đây, mình chọn mãi cũng chẳng dính được. Rồi, ok, thì giờ làm sao chúng ta có thể chọn select by name. Ok, ha, thì select by name thường thường đây là sử dụng phím tắt của chúng tôi là phím H, H nha bạn, phím H. Phím hờ á, select by name. Ok, bây giờ tôi chọn cái kim tự tháp. Đây, kim tự tháp. Rồi, tôi chọn select nó. Oh, nhưng mà nó cũng đâu mất tiêu rồi, tôi cũng không nhìn thấy nó luôn. Ai chà, bây giờ làm sao giờ? Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phím tắt nữa, đó là phím Z. Phím Z nha bạn ạ. Phím Z để cho chúng ta lấy những, khi chọn những đối tượng object 3D rồi, chúng tôi muốn đối tượng object 3D quay lại màn hình chính diện chúng ta làm việc, thì chúng ta sẽ bấm phím Z. Ok, như vậy kim tự tháp chúng ta đã xuất hiện. Rất là đơn giản, đây là một trong những cái thủ thuật rất là căn bản, rất là quan trọng cho các bạn làm việc. Ok. Ok. Đó là select by name. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kiểu gọi là rectangular. Thì cái này là select region. Cái này cũng không có gì nói chung là cái này cũng không có liên quan nhiều lắm. Thì chính nó là một cái kiểu chọn select thôi. Với cái vùng chọn select. Thì giờ hiện tại như các bạn nhìn thấy được cái vùng chọn chúng ta là một cái tứ giác. Có tứ giác bốn cạnh giống như một cái hình vuông, hình chữ nhật như này đó, thay đổi để chọn được hết đối tượng này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chọn đối tượng nó bằng kiểu hình tròn. Rồi, thì sẽ thấy nó hình tròn. Đấy. Hình tròn. Đấy. Để chọn nó cái hình gì nữa. Quẹt gì này, đó. Đây, thì đã chọn đối tượng đấy. Này, các bạn nào biết Photoshop sẽ rành hơn. Hãy chọn những cái kiểu dạng thế này. Đây. Hoặc là kiểu này. Đây, chọn những đối tượng. Thấy chưa? Rất là chọn những đối tượng. Cái kiểu này rất là hay nha các bạn. Cái kiểu hình này. Nó giống như là một cái phím shift. Phím sau khi bạn chọn select như này. Bạn bấm vào control để bạn giữ. Phải không? Nhưng mà đây nó không có vậy đâu. Đó. Bạn đè chuột mà đi. Nó chọn cho bạn. Rất là hay. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên làm cái mặc định đi. Đó. Cái hình này. Rồi. Rất đơn giản. Ok. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái lệnh căn bản đầu tiên. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ có là select and move. Select and rotate và scale and uniform scale. Select and uniform scale. Chúng ta sẽ có những cái đối tượng như thế này. Ha. Bây giờ trường chúng ta sẽ muốn di chuyển một đối tượng object 3D thì chúng ta phải chọn đối tượng object 3D. Ok, chọn đối tượng object 3D. Thì cách thao tác thông thường chúng ta chọn nó thôi. Chọn đối tượng object 3D. Và chúng ta sẽ chọn lệnh select and move. Thì ví dụ như tôi muốn di chuyển cái object 3D này ra phía sau cái hình chữ nhật này, hình cái khối lập phương này, thì chúng ta sẽ chọn select and move. Thì ngoài việc chúng ta sử dụng cách rất là đơn giản là chọn trên cái thanh main toolbar này, thì nó sẽ rất là mất nhiều thời gian. Chúng ta chọn select and move thì chúng ta sẽ bấm phím W á, rồi phím V đúp, các bạn nhớ nha, để tôi chọn lại.